Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vô ly bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 160, ôn tập về phép nhân và phép chia tiếp theo. Bài số 1 tính nhẩm. 4 ta nhân cho 2, 2 ta nhân 4 là 2 ta nhân 4 là bằng là 8. 8 ta chia cho 2 là bằng là 4. 3 ta nhân cho 4 là bằng 12. 12 ta chia cho 3 là bằng là 4. 4 nhân 4 là bằng 16. 16 ta chia cho 4 là bằng là 4. 5 nhân cho 4 là 20. 20 mà ta chia cho 5 là bằng là 4. 3 ta nhân 6 18. 18 ta chia 3 là bằng là 6. 4 x 8 là bằng 32. 32 ta chia cho 4 là bằng là 8. 5 x 9 là bằng 45. 45 ta chia cho 5 là bằng là 9. 2 x 10 là bằng 20. 20 ta chia cho 2 là bằng là 10. Bài số 2, viết số tích hợp vào ô trống. 2 x 4 là bằng 8. 8 là chia cho 2 là bằng 4. 6 x 4 là bằng 20, 24. 24 là chia 3 và là bằng là 8. 2 x 6 là 12. 12 là chia 4 là bằng 3. 5 x 8 là bằng 40. 40 là chia 5 là bằng là 8. 3 x 4 là bằng 10, 12. 12 là chia 2 là bằng 6. 4 là nhân 9 là bằng 30, 16. 16 là chia cho 4 là bằng là 9. Bài tiếp theo là bài số 3, tìm x. Đây là dấu nhân. Dấu nhân đây là cái thừa số chưa biết. Đây là cái thừa số đã biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích ta chia thừa số đã biết. X bằng là 40 ta chia cho 5. X bằng là 8. Bài này là cũng là một dấu nhân thì 4 là cái thừa số đã biết và x là cái thừa số chưa biết và 28 là tích. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích ta chia thừa số đã biết, x bằng là 7. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết là x là bằng là 27 chia 3, x bằng là 9. Bài này muốn tìm cái dấu trừ đúng không? Dấu chia đúng không? Dấu chia đây là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thường, ta nhân với lại số chia, x bằng là 24. Cái này là dấu chia, thì 45 là số bị chia, x là số chia và 5 là thường. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, ta chia cho là thường, x bằng là 9 nhân 5 là bằng 45. Muốn tìm số bị chia, ta lấy là thường, ta nhân với số chia, x bằng là 20, 14. Bài số tiếp theo là bài số 4, chia đoạn thẳng CD thành 4 đoạn thẳng bằng nhau. Như vậy là nếu chúng ta có thể là chúng ta sẽ dựa vào cái ô giấy này cũng được, được không? Còn không là chúng ta sẽ dựa vào cái chúng ta đo thì đây chúng ta sẽ đo là đây là bao nhiêu. Đây là 8 đó, đây là 8 cm thì chúng ta sẽ chia là 4. 8 thì chia 4 là bằng 2, như vậy là mỗi đoạn là 2 cm. Được, mỗi đoạn là 2 cm. Đây, mỗi đoạn là 2 cm này. Đây này, 2 này, 4 này, 6 này. Rồi, như vậy là 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn. Nào, đó, chúng ta đậm lên tí 1, 2, 3, 4 đoạn rồi xong đúng không? Chúng ta dựa vào cái ô giấy này cũng được, nhưng mà cái này nó hơi
người ta họ họ chia không có đều, để không có đều thì người ta sẽ lấy là ô rưỡi ô rưỡi ô rưỡi. Thì còn lại thì chúng ta cách thứ hai thì hồi nãy thầy nói đó, chúng ta đo cái này là bao nhiêu cm thì chúng ta sẽ chia làm 4 ra, đây là 8, 8 là chia làm 4, như vậy là mỗi đoạn là 2 cm, đây là 2 cm, 2 là thứ 4, 2 4 6 nè, rồi đây là thứ 8 là được 4. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog, trong blog thì dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.